máy lọc nước Ekiosan và Makano tại app Vega One nhập cuối bảo quà 38 tỷ, cứ mua là trúng. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 6. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Camera ghi được hình ảnh người châm lửa đốt nhà trọ làm 3 người chết ở Bình Tân. Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi chết nghi do bị nam sinh nghiện game giấu. Nổ bình khí nén hơi, người đàn ông đứt lìa cánh tay tử vong. Bắt 4 nghi phạm giữ người trái phép ép phục vụ quán karaoke. Người dự sự kiện vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump phải tự chịu nếu nhiễm nCoV. Sau đây là những thông tin chi tiết về các tin tức nóng mà chúng tôi vừa cập nhật đến 20 giờ ngày 12 tháng 6. Từ 15 giờ hôm nay ngày 12 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài chính cho biết giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 990 đồng một lít lên mức tối đa 13.390 đồng. RON 95 thêm 960 đồng lên 14.080 đồng một lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu cũng tăng 775 đến 860 đồng một lít kg. Sau tăng giá, mỗi lít dầu diesel lên tối đa 11.515 đồng, dầu hỏa 9.610 đồng và mazut không quá 10.322 đồng một kg. Đây là lần thứ 3 liên tiếp giá bán lẻ xăng dầu tăng từ tháng 4 sau 8 đợt điều chỉnh giảm vì Covid-19. Ngày 12 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án liên quan đến cái chết của bé D, 5 tuổi, gây rúng động dư luận. Hiện nam sinh DNH, 17 tuổi, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 4, cũng là hàng xóm bé D, đang bị tạm giữ vì bị tình nghi liên quan vụ việc. Cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ gây án và các tình tiết liên quan việc bắt cóc bé D của H. Trước đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 7 tháng 6, bé D xin bố qua nhà H chơi. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy bé D về, liền đi tìm và trình báo cơ quan chức năng. Qua trích xuất camera an ninh, người dân xác định H là người tiếp xúc cuối cùng với bé D. Chiều ngày 9 tháng 6, H dẫn cơ quan chức năng vào khu vực giấu bé D thì phát hiện bé đã chết từ trước đó. Sáng nay ngày 12 tháng 6, qua trích xuất camera, cơ quan điều tra đã phát hiện một nam thanh niên châm lửa đốt nhà trọ làm 3 người chết ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khoảng 1 giờ 55 phút sáng ngày 12 tháng 6, một đám cháy xảy ra tại nhà trọ bên trong hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B. Sau khi người dân và cơ quan chức năng dập tắt đám cháy, phát hiện có 3 nạn nhân bị phỏng nặng. Những nạn nhân được đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện Bình Tân, gồm chị D, 35 tuổi, cháu T, nam 13 tuổi và cháu H, nam 12 tuổi. Qua trích xuất camera, cơ quan điều tra phát hiện lúc 1 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 6, có một nam thanh niên chạy xe máy đến khu vực nhà trọ. Thanh niên này đặt các thùng xốp nhỏ tại khu vực phòng trọ của chị D và châm lửa đốt rồi chạy bộ rời khỏi hiện trường, để lại chiếc xe máy. Sáng nay, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng đại diện Viện Kiểm sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong. Nạn nhân là ông Phạm Văn Phi, 55 tuổi, chủ tiệm vá vỏ ô tô trên quốc lộ 13, thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Theo các nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ cùng ngày. Sau khi vá vỏ cho một chiếc xe tải, ông Phi vào trong nhà để tắt bình khí nén hơi, nhưng bình này bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị hất văng nhiều mét, đứt lìa cánh tay trái, mặt và vùng đầu cũng bị thương rất nặng. Sau đó, ông Phi được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong. Các nhân chứng cho biết, bình khí nén hơi bị nổ không có van tự động mà được điều khiển bằng tay. Khả năng bình bị nổ do đã bị sử dụng quá công suất. Ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ 4 nghi phạm để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, ép làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke. Theo đó, 4 nghi phạm gồm Trần Ngọc Tâm, 32 tuổi, Nguyễn Xuân Trường, 24 tuổi, Nguyễn Tuấn Anh, 28 tuổi và Lê Quốc Bình, 18 tuổi. Theo điều tra ban đầu, thời gian qua, 4 nghi phạm trên lập đường dây chiêu dụ các cô gái trẻ từ các tỉnh thành khác đến Thanh Hóa để ép làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke. Thủ đoạn của các nghi phạm này là lên mạng xã hội làm quen các cô gái trẻ không có công ăn việc làm. Sau khi chiêu dụ các thiếu nữ đến Thanh Hóa, các nghi phạm đưa cho họ một số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng để mua quần áo và làm nhân viên phục vụ. Sau đó chuyển số tiền này thành khoản cho vay, buộc các thiếu nữ phải trả nợ dần. Những tháng vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, quán karaoke phải dừng hoạt động. Các nữ nhân viên xin được về nhà, nhưng nhóm này bắt ép ở lại, chờ hết dịch để tiếp tục làm việc. Hiện nay, Công an Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Sáng ngày 12 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt, trao quyết định cho 345 công dân từ Đài Loan về nước đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đại tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết, mặc dù còn có những khó khăn nhất định, song với tinh thần trách nhiệm cao, nhân viên tại khu cách ly đã rất cố gắng đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho người dân. Điều đặc biệt, đợt cách ly này, Quảng Nam đã tiếp nhận khoảng 227 phụ nữ mang thai, trong đó có 2 sản phụ sinh con. Một sản phụ quê tỉnh Hải Dương đã sinh được bé trai. Để nhắc nhở kỷ niệm thật đặc biệt này và như một lời cảm ơn đến cán bộ, nhân viên, y bác sĩ ở Quảng Nam, gia đình đã đặt tên cháu bé là Phạm Trần Quảng Nam. Ngày 12 tháng 6, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai đặc nhiệm đội cảnh sát hình sự công an quận Phú Nhuận lái xe máy tốc độ cao truy bắt hai quái xế cướp giật qua nhiều ngã đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, rạng sáng ngày 9 tháng 6, tổ hình sự đặc nhiệm phát hiện hai quái xế nghi vấn vừa cướp giật tài sản đang lái xe máy tốc độ cao hướng từ quận 3 qua quận Phú Nhuận. Khi bị truy đuổi, hai quái xế dùng hung khí bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt. Trước áp lực truy đuổi, khi đến ngã tư Trương Định, Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, hai quái xế ôm cua tốc độ cao ngã xuống đường và xe bốc cháy. Khi cả hai chạy bộ thoát thân thì bị cảnh sát khống chế bắt giữ. Hai quái xế tên Nguyễn Hữu Tín, 27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh và Linh Thái Bảo, 37 tuổi, ngụ quận Tân Phú đều dương tính với ma túy. Tín Bảo khai rạng sáng ngày 9 tháng 6 đã cướp giật túi sách có điện thoại di động 3 triệu đồng của một người dân ở đường Hoàng Sa, quận 3. Chuyển sang phần tin thế giới, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ khởi động lại các chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11. Tuy nhiên, những người đăng ký tham dự phải ký cam kết tự chịu trách nhiệm nếu nhiễm nCoV. Theo đó, buổi vận động tái tranh cử của Trump dự kiến tổ chức ở trung tâm BOK thành phố Tulsa với sức chứa 19.000 người, nhưng chưa rõ bao nhiêu người được phép tham dự sự kiện. Trang web đăng ký tham dự buổi vận động tranh cử của Trump viết: khi tham dự buổi vận động tranh cử, bạn và bất kỳ khách mời nào tự nguyện chấp nhận mọi rủi ro về lây nhiễm nCoV và không bắt Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm. Hiện Tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với không ít chỉ trích về kế hoạch nối lại các buổi vận động tranh cử trong lúc COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ông Trump đã phải ngừng các cuộc vận động tranh cử từ tháng 3 sau khi COVID-19 bùng phát ở Mỹ, buộc các bang phải áp lệnh phong tỏa cấm tụ tập đông người. Cũng tại Mỹ, mới đây đám đông biểu tình tập trung xung quanh đài tưởng niệm Liên minh miền Nam ở trung tâm thành phố Portsmouth, bang Virginia, hô khẩu hiệu không công lý, không hòa bình để phản đối vụ cảnh sát ghi chết người da màu George Floyd và đòi quyền bình đẳng sắc tộc. Sau đó họ dùng búa, máy cắt để tháo rời đầu của 4 bức tượng, rồi dùng dây thừng tìm cách kéo đổ tượng. Tuy nhiên không khí hân hoan của đám đông biến thành hoảng sợ khi một bức tượng bất ngờ đổ xuống dưới lực kéo của người biểu tình, rơi trúng đầu một người đàn ông ngoài 30 tuổi đứng ngay bên dưới. Nạn nhân gục xuống chảy nhiều máu ở đầu và bất tỉnh. Black Lives Matter 757, nhóm tổ chức cuộc biểu tình xác nhận người bị thương là Chris Green và anh đang hôn mê do chấn thương đầu. Họ đã lập một trang gây quỹ trực tuyến để kêu gọi quyên góp tiền điều trị cho anh. Tại Ấn Độ, một người đàn ông đã viết di chúc để lại 2,5 hecta đất cho hai chú voi vì từng cứu mạng mình. Theo đó, người đàn ông này tên Kita Imam, 50 tuổi, ở bang Bihar, đang điều hành một trang trại động vật hoang dã. Ông đã nuôi nấng hai con voi, Moti, 20 tuổi, và Rani, 15 tuổi, từ khi chúng sinh ra bởi một con voi mẹ được thuần hóa. Imam cho hay, ngày càng yêu mến hai chú voi vì chúng đã cứu mạng ông khỏi họng súng tội phạm năm ngoái, khi ông bị mưu sát trong lúc đang ngủ. Khi tôi mở cửa để nhìn xem tại sao chúng kêu ầm lên, tôi thấy chúng đang đuổi theo lũ tội phạm, ông nói. Tôi sống sót là nhờ vào lũ voi, chúng đã làm vệ sĩ cho tôi. Quyết định được Imam đưa ra trong bối cảnh cả Ấn Độ đang sục sôi về vụ một con voi mang thai bị chết sau khi ăn phải trái cây nhồi pháo ở bang Kerala, miền nam đất nước. Cũng tại Ấn Độ, một người đàn ông đã may mắn thoát chết dù bị cá sấu ngoạm chân kéo đi. Theo đó, Amit Shatap, 30 tuổi, chia sẻ, anh và người bạn tên Yadav đi bơi ở đập Kaliasot, thành phố Bhopal, do cảm thấy buồn chán trong thời gian phong tỏa vì Covid-19. Lúc cả hai đang bơi và chụp ảnh ở vùng nước nông của đập, một con cá sấu bất ngờ ngoạm lấy đùi phải của Shatap rồi kéo anh xuống. Về phần Yadav, vừa nhận ra bạn bị cá sấu tấn công, anh lập tức có phản xạ cứu. Theo Yadav, con cá sấu khi đó cách mặt nước khoảng 2m và đang cố lặn xuống sâu hơn. Chàng trai dũng cảm lặn theo hướng con vật đang bơi, dùng gậy selfie chọc mạnh vào người nó.
Bị đánh, con cá sấu mới chịu nhả ra và bơi đi. Sa Táp sau đó được khâu 30 mũi tại bệnh viện. Sở Kiểm Lâm khu vực cho biết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán viện phí cho Sa Táp, tuy nhiên cũng nhấn mạnh rằng chính quyền cấm hoạt động bơi lội ở đập Kaliasot. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Vẫn như thường lệ, bản tin sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngay máy làm mát, máy lọc nước Daikyo San và Makano tại app Mega One nhập gói bảo quà 38 tỷ, cứ mua là